Rồi Chanh chào mọi người nha. Thì hiện tại Chanh đang có mặt ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nha mọi người. Chỗ này là một cái đập nè. Một cái đập cũng rất là rộng luôn. Cái này là trên ngọn, còn ở phía dưới kia nữa. Thì lần đầu Chanh đến đây luôn, được hai ông anh Phong và anh Quang ở Đồng Xoài chỉ cho Chanh chỗ này đến câu nha. Lần đầu tiên đến đây. Thì sáng nay Chanh đi cùng với chú Hai với anh Thành nha. Chú Hai ở Tây Ninh, còn anh Thành ở Sài Gòn. Lên đây câu với Chanh luôn. Bây giờ là cũng bơm xuồng ra ngoài câu hết rồi. Chanh thì đi vòng vòng coi bãi nha. Tại vì mới tới đây nên cũng chưa biết cái địa hình nó như thế nào. Chèo vòng vòng coi thử. Anh Thành thì câu nãy giờ cũng chưa thấy có cá. Nói chung giờ cũng nắng lên rồi mọi người. Địa hình ở đây thì nó trống trống vậy nè, trống trải. Trong bờ đó thì có cỏ lư thưa đẹp lắm. Thì ngay này là có một cái ao nha mọi người. Ngày xưa là một cái ao. Rồi đắp đập lên cái nước nó ngập. Bây giờ nước cạn nó ló cái bờ ao lên rồi. Chanh đang đứng ở đây xem thử có cá lóc thở không nha. Địa hình đầy ao rất là nhiều luôn nha mọi người. Nãy giờ chèo qua bên này thấy quá trời ao luôn. Đó, ao. Rồi bên này có bãi cỏ nữa nè. Rất là đẹp. Chanh định kiếm chỗ để dọn luồng á, nhưng mà nãy giờ chưa thấy. Tại cỏ nó thưa thưa nè mọi người. Mấy chỗ này câu luôn, khỏi dọn cũng được. Nãy giờ Chanh chèo được một vòng rồi mọi người. Thì địa hình ở đây cỏ thưa thưa như nè. Rất là nhiều chỗ câu nên không cần phải dọn luồng nha. Mà hơi rộng. Chứ giờ có dọn cũng không biết cái chỗ nào cá nó tập trung nhiều á mọi người. Phải câu một hai bữa rồi mới biết được. Nghe cá nó táp rồi á. Ở trên kia có chỗ cỏ nó cũng dày. Nhưng mà nước nó hơi cạn. Chín rồi mọi người. Ngay cái lỗ luôn. Con cá lóc đầu tiên. À. Thả chưa? Cũng chưa vừa giòn giòn. Trời cũng sắp mưa rồi mọi người. Bên kia đang mưa, đang dần dần mưa qua đây nè. Chanh cũng tranh thủ lên chòi. Lên chòi sửa là cái tấm bạc nữa. Rồi. Dính rồi mọi người. Dính rồi, cá ăn chìm. Dính cỏ. Dính cỏ rồi dính cá luôn. Oh.
Ơi cá nhỏ xíu hả? Mười cá nhỏ. Cá chút xíu à. Dưới con này trên thả lại nha. Thôi bắt đi, bắt lấy hơi này con đầu tiên của quý hôm nay. Con vợ nha mọi người. Lùng. Chỗ này có con. Ốp à. Dính. Dính. Rồi con tiếp theo nữa nha mọi người, con này trọng trọng nè, nãy nó giận theo á, cũng chậm ăn thiệt, giận theo là lâu lắm rồi nó mới ăn, tưởng là nó không ăn rồi chứ. Đây nha, đó đó mọi người. Mệt. Cá này bự rồi. Thấy rồi. Xảy rồi. Xảy mọi người. Cá giục lưỡi ra mà sao không còn nằm đây mọi người. Giục lưỡi ra mà còn nằm đây nè. Trời đất. Nó cắn không cỏ. Nó cắn không cỏ, nó cắn bự ghê. Hay không? Trời ơi. Tức ghê luôn. Cắn không cỏ. Ôi ôi. Cá bự.
hấp rồi mọi người. Dính. Còn tiếp theo nữa nha. Cá cũng nhỏ. Không à? Con rồi. Vợ con là ăn xài từ sáng tới chiều không ăn cơm được. Anh xoài hay anh xài? Xài, xài chấm ớt á. À, từ anh xài từ sáng tới chiều. Dính. Pháp quá phê mọi người. Yeah. Năm sáu lạng. Mọi người. Quá đã luôn, cá động ghê. Ra câu nãy giờ mới ăn. Bữa nay là bữa thứ hai rồi. Thank you.
ốp rồi mọi người. Ôi ôi, cá bự vô tới trong luôn à. Ui cái chìm vô tới trong bì cỏ này nè mọi người. Trên cầu ở ở vòng vòng đây không có cái lên cái ao này nè. Ao này là hôm trước là nước nó ngập luôn á. Cá cũng khá ghê. À chưa. Bự không? Quá đã. Đớp. Ui. Con nữa. Con nha mọi người. Quá đã. Hai con. Cứ trong mấy cái ao vậy nè, ao trống vậy mọi người, cứ đánh chìm là đấy là lùm. Nãy giờ trên câu cũng cũng lâu rồi nó mới ăn nữa đó. Cá trọng trọng không? Con này nhỏ hơn con nãy xíu. Ôi, hôm nay là ngày thứ 3 câu cá rồi mọi người. Thì thành quả của Chanh nè, được bao nhiêu đây? Cũng có mấy con nữa mà hồi tối qua mình hết. Giờ bây giờ còn như đây nha, lúc sáng thì câu được hai con. Cá cũng trọng trọng nè. Không được Hugo nhưng mà cỡ này là cũng khá nè. Con này sáng trên câu nè, con hai con này sáng trên câu. Cũng trọng vậy ha. Rồi 1 2 3 4 5 con, còn 5 con. Bây giờ Chanh kết thúc clip tại đây nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Chanh nha. Thì hồi nãy anh Thành anh về rồi, còn Chanh đi chú Hai thì cũng dọn đồ về luôn nha. Đó.